Xin chào mừng các bạn đã quay trở lại với giải thi đấu Blast Premier Spring 2020. Mình là Caster Mooper và cạnh mình đó chính là Caster Cheese. Và trận thi đấu này sẽ là trận thi đấu để quyết định rằng là ai sẽ mang về cho mình phần thưởng là 50.000 đô la Mỹ ở Chính bảng xác. B, và cũng như là liệu thêm một lần nữa có một team bị đẩy xuống xa đầu hay không, thì chúng ta cũng sẽ phải chờ đón cái trận thi đấu này. Và chúng ta đã có hình ảnh của hai team ở đây, và tôi đang thấy rằng là map đầu tiên là map Theory Chain, map pick của bên phía team nào V. Map 2 của chúng ta đó chính là map thi đấu Mirage Complexity họ pick. Map thi đấu cuối cùng thì sẽ là Infernal. Liệu rằng không biết Chí đánh giá sao về hai cái tên này? Nếu mà tôi không nhầm thì ở map thi đấu trên bên phía của Complexity gần đây họ gần như là không có một cái thông số gì cả, cho nên map trên của Complexity vẫn đang là một ẩn số. Nhưng Na'Vi lại rất tự tin về map thi đấu trên này, và có lẽ là ở map trên họ sẽ gây ra được một chút khó khăn dành cho các đại gia Complexity. Còn với map pick thứ hai là map Mirage thì Complexity cũng đã tự tin pick đi map tủ của mình rồi, cho nên có lẽ là họ cũng sẽ, tôi đoán là bây giờ thì Complexity sẽ có được một chiến thắng 2-0. Có lẽ sẽ là một chiến thắng 2-0 dành cho Complexity thôi, khi mà họ vẫn đang ở trong một cái giai đoạn mà phong độ rất cao. Lần gần đây nhất thì Complexity họ bắn trên thì họ giành chiến thắng với tỷ số là 16-11. Nhưng tôi thấy rằng là bên phía của Complexity thì họ sẽ phải mất thời gian để làm quen với cái map thi đấu này. Chúng ta chờ đợi xem, cái đây là một đại diện khá là mạnh, đó chính là Na'Vi. Và không biết rằng là anh em khán giả ủng hộ cho team nào. Nếu như các bạn ủng hộ cho Na'Vi thì hãy bấm 1, còn Complexity thì hãy bấm 2, còn ủng hộ cho Caster thì hãy bấm 3. Ủng hộ cho tất cả thì 1, 2, 3. Đó, ký tự đơn giản thôi. Và hiện giờ thì cũng đang có khoảng hơn 800 các bạn khán giả đang theo dõi trên kênh livestream của 500 Bros trên hệ điều hành Twitch, và cũng như là các bạn khán giả đang theo dõi trên nền tảng của FPT, đó chính là trang web FPT Play cũng như là ở trên hệ thống FPT Box. FPT Play thì các bạn khán giả có thể theo dõi trên cả trang web lẫn phần mềm ở trên điện thoại của mình, có thể download về. Trận thi đấu này sẽ quyết định cái tên để mang về cho mình phần thưởng cao nhất. Chúng ta sẽ cùng chờ đợi. Complexity họ đang có một phong độ rất tốt khi toàn thắng. Đúng vậy, hôm kia thì họ đã chiến thắng trước Astralis và vừa mới rạng sáng hôm qua thôi thì là bên phía team Vitality, cùng với nói chung là bên phía Complexity họ có được những chiến thắng nó rất thuyết phục. Họ bắn nhau với một cái cường độ rất là cao, khả năng chase kill tốt, và với việc họ đang rất tự tin, cả năm cá nhân player đều có thể có được những khoảnh khắc tỏa sáng, chứ họ không bị phụ thuộc vào bất kỳ một player nào quá. Chỉ có là Obo cùng với đó là vị trí của Poison là tỏa sáng hơn những cá nhân kia một chút thôi. Và đây ở cái map trên này thì tôi nghĩ rằng với cái phong cách chơi ốp của Poison nó cũng sẽ khá là phù hợp cho Poison bắn ốp ở bên City Side, khi mà sẽ được đồng đội hỗ trợ nhiều nhất có thể để Poison có được một vị trí bắn đẹp nhất với khẩu ốp của mình. Complexity thì thực chất họ vẫn chưa thua trận thi đấu nào, và có vẻ như toàn thắng 2-0 thì phải. Đúng vậy. Vâng, vẫn chưa hề có một map thi đấu nào họ để thua cả, họ đang thắng tổng 100%. Và sẽ cùng chờ đợi là City Side map Theory Chain. Có vẻ như là Na'Vi họ đang phân tích đối thủ của mình, map Chain đang là map thi đấu mà Complexity họ chưa có nhiều những cái thông số nói lên được rằng là họ có cơ thắng. Thế tôi nghĩ rằng là Na'Vi họ đang muốn bắt bài, nhưng đối phương cũng không hề sợ nha. Đối phương họ ban đi cái map mà mạnh nhất của Na'Vi, và một map đấu mà Na'Vi bắn cực kỳ Tốt. hợp lý, hợp và tốt, đó Đúng chính là vậy. map núc và cả map thi đấu Dust2. Hai map đấu mà Complexity họ không dám đánh cược với bản thân mình rằng có thể thắng được Na'Vi. Không tội gì phải bắn với Na'Vi ở núc cùng với đó là Dust2 cả, khi mà những cái map còn lại như Mirage hay là Inferno thì bên phía Complexity vẫn hoàn toàn tự tin. Và bây giờ thì màn hình đã đóng lại, chúng ta sẽ cùng đến với round thi đấu đầu tiên. Cuộc thi đấu diễn ra giữa Complexity và Na'Vi. Bây giờ thì đội hình của Complexity họ lên cho mình đó là Smoke, Flash và Nade trên người của Obo, cũng như là vị trí của Rush có kit ở đây. Zombie tới từ bên phía của Na'Vi. Vâng, người Nga đang sử dụng tactic của chính nước mình và vào trong bom side B với chúng tôi này. Poison là người kết thúc bom mid và double kill ở đây. Tay quá to tới các thành viên của bên phía team Complexity. Bom side A vẫn đang có người và Flame là người kết thúc Electronic.
trong ladder room, còn đó là Simple cũng như là vị trí của Perfector. Khó rồi, Perfector chỉ còn lại 16 HP thôi. Và giờ thì có vẻ trong đoạn thắng đầu tiên sẽ đến, nhưng Simple đã có một góc kề đằng sau lưng. Anh ấy đã móc được về đến City rồi mà không ai đoán ra điều này cả. Poison, liệu rằng có bị móc hay không? Simple, nhưng với tình huống này tôi nghĩ rằng Simple sẽ rất ít khi rút dao ra. Vâng, Simple đây rồi, Simple! Vẫn đúng với cái tên của anh ấy. Và giờ thì Obo đang xuất hiện trước mắt, và đó là double kill cho Simple. Tình huống đang là 2v3, đúng với những gì mà chúng ta đang chờ đợi trong một tình huống móc sau lưng. Poison cùng với những người đồng đội của mình, đó là Obo đã phải nằm xuống, nhưng con cũng chết sót được Simple và chỉ còn lại một mình Perfector thì không có cơ hội dành cho bên phía của Na'Vi. Nhưng mà dù sao thì họ đặt được bom cũng như là Simple có 1.500 tiền full buy trong round thi đấu sau thôi. Vâng, bây giờ cái lượng tiền cộng vào dành cho Simple sẽ rất nhiều, và ở trong round sau Complexity sẽ gặp khó khăn với việc là Simple sẽ có được cho mình lượng liệu cùng với đó là lượng súng rất mạnh. Nhưng đó cũng là một pha mà bên phía Complexity có vẻ như đã hơi chủ quan. Mới chỉ là round thi đấu đầu tiên thôi, mới bắt đầu trận thi đấu thôi, nhưng Simple đã có một tình huống rút rào và Poison là nạn nhân. Không biết rằng là Poison sẽ có rake lên ở trong round đấu tiếp theo hay không đây. Có thể sẽ là tình huống trả thù ngọt ngào, nhưng không sao cả khi mà khuôn mặt của các thành viên bên phía Complexity là rất bình tĩnh. Bây giờ thì bên phía của Na'Vi họ up cho mình hai khẩu Edgar trong tay của Simple, cùng với đó là Electronic, Perfector và Boomit thì chỉ là hai khẩu DE thôi. Còn bên phía Complexity sao Poison có cho mình khẩu Scout, 3 khẩu M4 và 1 khẩu MP9 trong tay của Rush. Và chúng ta đều đã được thấy hôm qua thì Poison bắn Scout rất tín. Bắn Scout thì chỉ bắn vào mồm, còn bắn ốp thì cũng không cần phải bắn vào mồm, nhưng bắn vào người là chết thôi. Vị trí của Config thì đã đẩy lên được khu vực bên đồ rồi, Perfecto đang kê lại. Thậm chí là Config còn có cho mình một quả smoke nữa, sẽ cầu được rất nhiều thời gian, ép cho bên phía Na'Vi đánh BU. Bây giờ thì Perfecto đang muốn đẩy ra. Vâng, Config phát hiện ra được đối thủ rồi, chủ động trả thêm smoke vào. Perfecto chắc chắn cũng sẽ không dám đẩy qua đâu. Bây giờ thì Bombage một cái vị trí di chuyển ở khu vực IV. Map thi đấu này là một map thi đấu mà các bạn cũng biết rằng là rất mạnh ở bên phía CitySide rồi. Đơn giản như Na'Vi họ đang muốn đánh cược, nếu như họ lên được 5 round đấu ở bên phía T-Side thôi thì sang CitySide mọi chuyện cũng đã là rất khác rồi. Chúng ta sẽ cùng chờ đợi xem. Và đây là một round đấu mà bên phía của Na'Vi họ vẫn full buy và có smoke ở đây. Flash bắt đầu được trả vào và hai người di chuyển ở IV, đó là vị trí của Bombage cũng như người đồng đội của mình đang sâu lưng là Electronic. Flash bắt đầu được trả qua rồi, nhưng Flame là người quay mặt đi rất khó chịu và Config hết sợ được Perfector. Flame có mạng của Bombage trước khi mà Config phải nằm xuống bởi Flamey. Tình huống vẫn đang là 3v4, một góc kê rất đẹp của Obo. Obo ngày hôm nay bắn M4S rồi, vẫn còn đó là Flame ở đây, nhưng quả lửa tràn ra đẩy ngược đối phương về. Trong bom sai vẫn đang có 3 người của bên phía team Complexity cơ. Rush liệu rằng thăm mình có chuẩn hay không khi mà Simple đã bóc đến nơi rồi. Và Perfector sủi được nhưng không biết rằng Rush đang ở ngay cạnh đây, và đó là thắng thứ 2 dành cho bên phía Complexity. Rất đơn giản và mãn nhãn tới các thành viên của bên phía Complexity. Vâng, với việc là Complexity họ vừa full buy xong và thua thì bây giờ sẽ chỉ là những khẩu Glock thôi, nhiều lắm thì mua được P250 hoặc DE. Vâng, thậm chí là Na'Vi còn không đặt được C4 nữa. Và bây giờ thì chúng ta hãy cùng xem là bên phía của Na'Vi họ sẽ xử lý như thế nào đây. Đây rồi, đang có DE trong tay của cả 5 thành viên bên phía Na'Vi. Vâng, liệu có những tình huống highlight nào hay không đây? Trong khi đó Complexity có đến 3 khẩu MP9 để hốt Eco. Vâng, bây giờ thì đang chuẩn bị flash vào, nhưng Boomit vừa headshot được Config ở ladder. Một tình huống trèo có vẻ như là rất dẻo của Boomit. Vâng, bây giờ thì lại bò qua smoke. Rush có vẻ như đã không để ý đến tình huống này. Nhưng bây giờ thì sao đây, smoke bắt đầu tan rồi và Boomit thấy được đối phương, nhưng đó là một cái double kill. Bom side B của Complexity đang clear, không có ai ở đây cả. Poison đang cố gắng back về, nhưng Boomit thì đang kê lại. Và bây giờ có triple kill không đây? Vâng, rất nguy hiểm. Rất may là Poison vẫn có thể lùi về được. Và bây giờ thì sẽ là cái việc câu thời gian của Boomit để đồng đội vào bom side A. Nhưng Blamef đã giữ lại khu vực ladder rồi, cùng đó là Poison. À không, đó là Obo đẩy lên khu vực A-Ram. Và Poison chết trong tay của Boomit rồi. Simple cũng có được mạng của Obo. Và bây giờ thì là vì họ sẽ thắng một round Eco rất bất ngờ với những cái tình huống tỏa sáo bằng DE trong tay của Boomit. Quá tuyệt vời. Cuối cùng thì Na'Vi cũng đã đem về được round thắng đầu tiên rồi. Như vậy thì thắng Eco đây là một sự bất ngờ, và Flamey là người vả vào mặt của Flame. 1-2 dành cho các thành viên của bên phía team Na'Vi. Và bây giờ thì lượng tiền của Complexity vẫn có thể full buy được, nhưng chắc chắn rằng là họ sẽ gặp một chút yếu tiền.
Zeus bắn 4-3 nên không thể nhìn được đối phương. Nếu như đó là một tình mà có 16-9 thì tôi nghĩ là đã sẽ nhìn thấy. Bắn 4-3 thì rất hạn chế, và vừa rồi thì Flamey có một tình huống rất tốt. Có lẽ là các thành viên của bên phía Team Complex thì họ đến chậm lại, và bây giờ thì Na'Vi họ đang có cho mình rất nhiều những khẩu SG. Và M4 vẫn xuất hiện ở trên người của Rush. Cùng với đó thì vị trí của Poison vẫn sẽ là một khẩu Scout ở đây. Bây giờ thì đã có hoàn luân chuyển công tác rồi. Flamem sẽ là người giữ lại ladder, cùng đó Config lại đẩy về mid, nhưng lần này sẽ chỉ là một khẩu DE. Nghe được tiếng Simple chạy về và sẽ có thông tin. Bây giờ thì Config liệu có thể kết thúc được mạng của Perfecto hay không đây? Chủ động quay mặt đi né flash, nhưng cũng chỉ là cấu được một chút máu của Perfecto thôi. Bây giờ thì sao? Poison lại headshot Electronic với khẩu Scout. Quá tuyệt vời. 4v4 và Perfecto còn nửa cây máu. Vâng, bên phía của Na'Vi có vẻ như là họ đang muốn dàn đội hình để bắn nhau hơn là sẽ set up vào một bomb site. Đang chờ những tình huống bò trường của Simple ở IVU. Rush đang là người kê lại IV. Trong khi đó thì Obo tiếp tục từ mid di chuyển về được rồi. Chỉ có một mình Blamef là đẩy cao và ladder thôi. Và Blamef liệu có thoát được hay không đây? Thả mình đẩy vào tốt đến từ Blamef. Và bây giờ thì Flamey chỉ đổi được một thôi. Đi nai cả người đồng đội Bumit của mình. 3v3, Flamey chỉ còn cho mình 32 HP. Và bây giờ thì Obo đang muốn đẩy ra một tình huống bắn tốt đến từ Obo. Perfecto đang yếu máu, không có double kill dành cho Obo rồi. Nhưng Poison có Scout và hoàn toàn có thể kết thúc được vị trí của Perfecto. Đang gọi Simple về cùng. Và bây giờ thì cả hai đều tanh và ra từ khu vực mid. Và bây giờ thì Perfecto nằm xuống trong tay của Poison. 1v2, Simple liệu có thể clutch được hay không đây? Nhưng mà Simple rất dễ có thể clutch được trong tình huống này khi đã phát hiện ra được cái vị trí của Poison rồi. Poison không đoán ra và Simple đặt bom ở cuối. Ôi thôi xong rồi, Rush ở đây ngay đây thôi. 5 giây, 4 giây, thời gian là hết, nhưng sủi đi. Và đó là round thắng rồi ở bên phía của Na'Vi. Ôi, đứng lên gáy luôn. Alo, what happened, Na'Vi? Simple đã có một tướng đứng lên. Chúng ta không hiểu tại sao Rush lại quay mặt đi một tướng vừa rồi. Simple hỏi tại sao không phải là tướng solo aim. Quá bất ngờ. Xin chút nữa đi các thành viên của bên phía Team Complex City. Họ giành chiến thắng. Nhưng Simple, anh ấy fake đến hai nhịp đặt bom. Thậm chí là Rush lại quá bất ngờ tướng sủi đó. Vâng, bom Mitch nhảy rồi. Vừa rồi một tướng rất bất ngờ tới các thành viên của bên phía Team Na'Vi. Và bây giờ thì Complex City sẽ phải eco trắng thôi. Na'Vi đã set up smoke vào khu vực bom site A và vào rất dễ dàng. Trong khi đó Complex City đẩy về khu vực bom site B. Sẽ là round thắng thứ 3 dành cho bên phía Na'Vi. Vấn đề chỉ là Complex City bây giờ sẽ bắt được bao nhiêu súng của đối phương đây. Với việc có 5 khẩu SP như này thì bắt được 2 khẩu súng của Na'Vi thôi. Nó cũng đã là hoàn thành nhiệm vụ rồi. Nhưng bây giờ bên phía Complex City đang lại rồng rắn lên mây, kéo nhau về khu vực bom site B. Đang muốn hỗ trợ vào vị trí của Blamef. Vâng, Blamef đang bị quay vào. Bây giờ thì Perfecto nằm xuống rồi. Hai viên USP vào mồm rất nhanh. Và Blamef sủi đi, gọi đồng đội về cứu. Simple 1v4. Không phải mà có Flamey ngay đằng sau. Bây giờ thì Rush cũng đã phải nằm xuống. Và Simple, một tình huống timing sai thì vẫn kết thúc được đối phương. Và bây giờ thì còn lại một mình Obo. Obo đổi được một mạng của Simple thôi. Và đúng là bên phía Na'Vi, à không, Complexity họ bắt được hai súng của bên phía Na'Vi. Tỷ số đang là 3-2. Na'Vi họ đang comeback ở bao round đấu liên tiếp. Giờ thì đã có orb trên người của Poison rồi, nhưng là một khẩu orb không giáp. Và Simple cũng đang cầm orb trên tay. Với khẩu orb này của Simple thì mọi thứ sẽ trở nên là dễ dàng hơn với các thành viên của bên phía Na'Vi. Hay là Poison sẽ lại có một sự thể hiện tốt. Các thành viên của bên phía team Na'Vi họ đang di chuyển trên vùng cao B là rất nhanh. Simple nhảy xuống để có ý đồ first pick luôn, nhưng có vẻ như là Blame không biết điều này. Ôi, là đó là một tình huống mua bàng, không phải một tình bắn trực diện. Rất may dành cho vị trí của Blame. 18 HP còn lại. Bây giờ thì Na'Vi đang có một tình huống di chuyển full người ở khu vực cao B. Trong bom site B chỉ có một mình Rush solo thôi, cần một sự hỗ trợ tới từ những người đồng đội của mình. Giờ thì Na'Vi họ không giấu giếm ý đồ đánh vào B nữa. Chắc chắn là sẽ xuống ngay thôi. Xét bài vào trong bom site B. Đã có một người con chuyển công tác, đó là vị trí của Blame. Chúng ta sẽ cùng chờ đợi xem. Config đang móc sau nhưng đã kê móc rồi. Và bên phía của team Na'Vi họ không biết rằng là vị trí của Config đã đứng ở sẵn đây. Giờ quyết định sẽ đi đâu. Và bên phía của Na'Vi sau tình huống đẩy vừa rồi, chắc chắn là họ sẽ phải cẩn thận hơn.
Bây giờ thì Na'Vi lại lùi về rồi, không thể vào bóng xài bề được nữa. Trong cái đó Config đã lùi về đến tận gì. Với khẩu ốp nhặt được của Simple thì Config sẽ là một mối nguy hiểm rất lớn dành cho bên phía Na'Vi. Time chỉ còn 40 giây thôi. Na'Vi vẫn còn hai quả smoke trong tay của Electronic, cùng với đó là Femi để có thể set up vào khu vực bóng xài A. Trong khi đó thì Complex City họ còn một lửa trong tay của Config, nhưng vừa trả lửa xuống ladder rồi. Sẽ là những tình huống bắn nhau chay đến từ bên phía Complex City. Trong khi đó Na'Vi vẫn đang đánh rất chậm. Tham chỉ còn 20 giây mới bắt đầu ném đồ vào. Khẩu ốp của Config đã được kê trực diện vào trong. Boomit chết rồi. Bây giờ thì suýt chút nữa đã có double kill dành cho Config. À không, triple kill dành cho Config. Và bây giờ thì Obo đang cover trong bom side. Tham chỉ còn 10 giây, không kịp vào bom nữa. Và Na'Vi họ quyết định đi xếp súng luôn. Giữ lại súng rồi. Đánh quá chậm vào một tình huống. Không, chính xác là một tình huống móc hay của Config. Nó đã gây ra quá nhiều áp lực cho các thành viên Na'Vi. Họ không dám đánh vào bom side B nữa. Vâng, 3 đều. Và một round đấu chỉ mất khẩu ọp của Simple thôi thì mọi thứ đã là khác. Một round đấu chuyển hóa từ thế thua thành thế thắng. Config vừa rồi rất may là cái tình huống cua ba qua tàu. Bom Mitch lại là người phải nằm xuống. Bây giờ lượng tiền của bên phía team Na'Vi bắt đầu yếu rồi. Họ vẫn có thể drop được cho nhau thôi, nhưng đây sẽ là một kỳ round. Nếu như thua round đấu này thì Complex City họ có thể sẽ chạm với 5 round thi đấu trước. Chúng ta sẽ cùng chờ đợi xem. Bombich có 5.000 tiền cơ mà. Flamey drop được một khẩu AK. Bây giờ thì huấn luyện viên của bên phía team Na'Vi cũng đang có những sự nhắc nhở. Và Bombich vẫn đang nắm vai trò là in-game leader của bên phía team Na'Vi. Simple ngày hôm nay thì ngồi giữa, đổi vị trí dành cho Perfector. Ngày xưa thì chúng ta từng thấy là Simple hay ngồi ngoài cùng, đúng cạnh vậy, với cả vị trí của Flamey. Có lẽ là với việc chính xác hơn là Electronic. Electronic, nhưng đúng mà rồi. Có lẽ là với việc ngồi giữa thì Simple sẽ dễ dàng quan sát, dễ dàng, đúng rồi, dễ dàng quan sát đồng đội để có thể di chuyển cùng hơn khi mà tất cả đều vây quanh vị trí của Simple. Đó là Simple cũng là thủ lĩnh tinh thần của bên phía Na'Vi. Còn Boomit thì chỉ là kế hoạch thôi, và bây giờ thì đang tràn nhanh vào khu vực bom xe A. Vâng, Na'Vi liệu có thể tràn vào đấy không đây? Blamef cũng đã bắt đầu trả lửa và smoke thì trốn đi được rồi. Lửa được nhồi vào khu vực tàu nằm. Electronic ngay lập tức phải dập đi. Và bây giờ thì Blamef vẫn đang lỉnh sau quả smoke khá khéo. Bên phía Na'Vi đột nhiên phải chơi chậm lại khi mà Complexity trả đồ ra rất rát. Nhưng bây giờ thì cả hai bên đều hết đồ. Chính xác thì Na'Vi vẫn còn lửa và flash, trong khi đó Complexity rush ở khu vực bom B vẫn đang còn full một bộ liều của Obo thì còn smoke. Nhưng lần này thì Obo là người cầm ốp và đứng ở IV. Vâng, một đội hình mà hai khẩu ốp như thế này bắn kẹp chéo với nhau sẽ khiến cho Na'Vi rất nhiều sự khó chịu. Và bây giờ thì sao đây, Electronic đang hơi yếu rồi. Vâng, bây giờ thì đổi vị trí ngay. Config suýt chút nữa đã mất mạng rồi. Và các thành viên của bên phía team Na'Vi họ hầu rất lâu cho Matthew đi chuyển. Đã có người di chuyển vào đây rồi, bắn yếu vị trí Electronic, chủ động refire đây. Nhưng bên phía của Complex City họ vẫn chưa hề có một mạng nào cả. Hầu rất lâu móc sau lưng đến từ Bombit, nhưng đó quyết định không thành công. Họ biết được rằng đối phương ở ngay đó, Bombit có mạng của Poison rồi. Và giờ thì tràn vào sai, đó là 3 mạng liên tiếp dành cho các thành viên của bên phía team Na'Vi. Obo đổi mạng của Perfector. Obo xoay sở là quá khó khăn. Và có vẻ như đây sao round thứ tư, nhưng mà Rush lại đổi cho mình cái mạng Electronic rồi. Liệu rằng các thành viên của Na'Vi họ có vào được cuộc bom sai hay không đây? 29 giây còn lại, hầu rất lâu. Quá căng thẳng tới từ hai team. Chúng ta thấy được rằng là hai team này vẫn chưa hề gặp nhau, nên bây giờ một dấu hỏi lớn đang được đặt ra. Vị trí của bom miss và đã phải nằm xuống với Obo rồi. Chuyện gì đang xảy ra với Na'Vi đây? Bom vẫn chưa được vào. Và đó là round thắng dành cho bên phía Complex City. Khi mà chỉ còn lại một mình Flamey ở đây, info là chưa có. Và Flamey kết thúc với Obo. 5 giây còn lại, đặt bom kịp. Và bây giờ thì chắc chắn cơ hội sẽ là 50-50. Và round thắng dành cho bên phía của Na'Vi. Rất bình tĩnh, rất bình tĩnh tới từ vị trí của Flamey. Quá đen. Vâng, Obo múa trong sai rất hay rồi. Nhìn được mọi hướng, cả ladder, cả mid, cả IV. Obo đã làm rất tốt trong tình huống vừa rồi. Nhưng Flamey làm còn hay hơn, và cả boom hit nữa. Vâng, boom hit với những pha entry từ IV đã khiến cho đội hình của Complex City gần như là vỡ vụn. Và bây giờ thì là round thắng thứ tư dành cho bên phía Na'Vi. Có vẻ như ở map thiếu trên này thì Complex City đang gặp khó khăn. Cũng phải thôi, không có một team nào mà bắn tốt hết được tất cả mọi map thi đấu. Bây giờ thì Complex City sẽ phải chơi cho mình với những khẩu lục và giáp. Blamef đã có DE rồi. Tôi đã nói rất nhiều về cái khả năng bắn DE của Blamef.
Và bây giờ thì không biết là round đấu này BMF có tỏa sáng để có thể đem về được round thắng thứ tư cho Core Play City hay không đây. Khi mà các thành viên nào vì họ có đến 4 khẩu AK và 1 khẩu ốp, lượng hỏa lực là vượt trội hoàn toàn. Nếu như là một round thứ nếu Eco thắng thì nó sẽ là rất bất ngờ. Navi thì cũng đã từng thắng round thi đấu Eco trong round thi đấu trước. Giờ thì Complex City giờ thì có 3 khẩu Eco, 4 khẩu Eco và 1 khẩu USB trên khẩu Poison. Chúng ta sẽ cùng chờ đợi xem mặt tay của bên phía team Complex City cũng không hề nhỏ. Và với map thi đấu này thì Navi họ phải hold rất lâu, những khoảng thời gian cuối cùng thì mới có thể đặt bom. Chúng ta sẽ cùng chờ đợi xem. Đang tiếp cận gần hơn với cục bom side B và Flamey cũng như là một bom Mitch đang là hai người di chuyển cùng với nhau. 1 phút rồi. Đúng là map thi đấu này nếu như muốn giành chiến thắng thì phải hầu đến những phút giây cuối cùng để có thể kiểm soát toàn bộ map đấu, không thì rất khó khăn trong những tình huống di chuyển ở bom side. Bây giờ thì bên phía của Navi họ đang tỏ rõ ý định đánh về cục bom side A khi mà đang có Perfecto cùng với đó là Electronic đứng sẵn ở IV rồi. Và những người còn lại thì đang chuẩn bị về để set up với những quả smoke. Và bây giờ thì sao đây? Đang cố gắng chiếm IV. Nhưng lần này thì không có ai của Complex City giữ IV hoàn toàn cả. Obo có một khẩu DE nhưng vị trí của Obo không phải là quá đẹp. Và bây giờ Electronic đã nhảy qua nhưng có lẽ Obo nghe được gì đó. Config cấu được chút máu của đối phương thôi. Hai người đã phải nằm xuống, bên phía Navi họ có lợi thế hơn người. Sẽ là round thắng thứ 5 dành cho bên phía Navi. Tỷ số như vậy sẽ là 5-3 thôi. Nhưng mà với khẩu lực này thì rất khó để có thể bên phía Complex City họ cứu được. Navi họ phải xoay sở như thế nào trong tình huống này là khó dành cho bên phía của Complex City rồi. Và đây sẽ là một tình huống mà Rush cũng như là Blame, hai khẩu súng này đổi được ít nhất một mạng khá là đen đủi. Sợ quá. Nếu như là một tình huống mà súng rơi ở trên có phải là hay hơn không? Và quyết định xếp súng tới được thành viên bên phía team Complex City và tỷ số sẽ là 5-3 dành cho Navi. Sẽ là 5-3 thôi. Ở cái bảng thi đấu B này thì bên phía team Complex City là team duy nhất gặp đủ cả 3 team. Đúng rồi. Và Navi cũng thế, coi như là Navi và Complex City là hai team duy nhất gặp đủ được cả 3 team. Và bên phía của Complex City hiện tại đã thắng được cả Astralis cùng với đó Vitality rồi. Còn Navi thì thua Vitality một lần nhưng cũng vừa chiến thắng ở trận đấu trước đó. Và bây giờ thì sẽ là cuộc thi đấu xem là ai là đội đứng nhất bảng. Bây giờ thì bên phía Complex City tiếp tục có tiền để full buy, lượng liệu cũng sẽ là khá đầy đủ thôi. Bây giờ ra IV, có Poison kê lại rồi. Poison lần này được thuyên chuyển ra khu vực IV. Ngay lập tức thì Boomit đã phải nằm xuống. Vâng, Electronic trả ra quả smoke để có thể di chuyển vào. Nhưng bây giờ thì timing đến từ Poison. BMF vừa bắt được Sipo ở ladder. Tình huống có vẻ như là BMF đã thấy được pha nhìn đều của Simple. Boop lát đẩy qua Obo có cho mình một cái double kill với tình huống transfer. Và những tình huống transfer của Obo luôn luôn là tuyệt vời. Và bây giờ thì chỉ còn một mình Flamey thôi. Round thắng thứ tư dành cho bên phía Complex City. Flamey xếp cho mình khẩu op này liệu có thành công hay không? Rất khó. Một round đấu mà các thành viên như vậy thì quyết định vứt op rồi. Cái lượng tiền này là lượng tiền không đủ để có thể xếp nên Flamey đang quyết định là xử lý một điều gì đó. Gia nhập AK ở IBU. Tình này thì chắc chắn là Flamey sẽ không thể làm được gì cả. Với 5 player của bên phía Complex City thì họ sẽ có ý đồ bắt súng nên Navi nhắc nhở Flamey rằng là hãy cố gắng là đi ra để có thể hy sinh thôi. Bắt súng đối phương bởi vì đối phương thì cũng đang là rất yếu tiền. Đúng vậy, Navi muốn hủy khẩu ốp đi để không cho Complex City nhặt lại khẩu ốp. Thì nếu mà để Complex City có hai ốp thì Navi sẽ rất khó chơi. Simple thì round sau vẫn sẽ đủ tiền để lên cho mình một khẩu ốp cần thiết và có thể thi đấu được. Cho nên là bên phía Navi đã đưa ra một sự lựa chọn có thể gọi là an toàn. Round thắng tiếp theo dành cho các thành viên của Complex City. Sau khi để thua đáng tiếc trong round thi đấu trước thì bây giờ Complex City họ có một sự phối hợp khá là nhuần nhuyễn ở đây. Một quả flash bom ra rất chuẩn xác của Poison.
Electronic và Perfector trắng hoàn toàn. Có vẻ như đang có time out rồi, huấn luyện viên đã được lên tiếng. Chúng ta sẽ cùng chờ đợi xem liệu rằng bên phía của đây là pha đầu tiên khi mà Simple có mạng của Config ở những giây cuối cùng của round đấu. Rất cảm xúc. Đây là một trận đấu mà Na'Vi cũng rất cảm xúc khi mà chắc chắn là họ vẫn đang được đánh giá cao hơn về phía Complexity. Đấy là chỉ là về mặt vị trí trên bảng xếp hạng thôi. Và nếu chiến thắng được thì Na'Vi sẽ khẳng định được sức mạnh của mình ở cái bảng đấu này. Bây giờ thì Na'Vi, Simple đã lên một khẩu SG trong cái đội Electronic. Boom Mid sẽ có CZ, DE dành cho Flamey. Còn bên phía Complexity thì có một SG trong tay của Obo, rất nguy hiểm. Bây giờ thì lại phi vào mid đến từ Electronic rồi. Rồi bây giờ thì sao đây, Electronic liệu có thể tanh qua quả smoke này được không? Obo đang cố gắng kê lại và bây giờ thì sao đây, Obo chết trong tay của Boom Mid rồi. Anh ta đã hơi mất tập trung vào Ivy. Ngay lập tức thì Boom Mid phi thẳng vào khu vực tàu cũ, móc tiếp vào lưng của Config. Vâng, bởi vì Complexity đang hoàn toàn bị giật mình trước một tình huống phi nhanh của Na'Vi và chết hết cả bốn người. Poison phải đi xem súng thôi, nhưng thời gian còn rất nhiều. Có thể xem được hay không đây, vẫn kịp đổi được một mạng của Flamey. Và bây giờ thì Poison đang bị Boomit chặn đầu rồi. Rất cẩn thận, vẫn trả thêm quả flash để đẩy ra. Nhưng đây là một tình huống mà Boomit tham mình tốt và có được mạng của Poison thành công. Một round đấu eco thêm một lần nữa. Chính xác hơn đây là một round đấu half buy. Nhưng một lần nữa là những khẩu súng lục của Na'Vi đang đạt được cái mức hiệu quả rất nhiều. Chúng ta thấy được rằng là đội hình của bên phía team Na'Vi họ có một sự liên kết. Obo lại spam qua smoke. Đó không nhất thiết là phải spam. Nên check Ivy clear trước đã rồi làm gì thì làm. Nhưng mà Obo đã mất tập trung ở hướng đó. Bây giờ thì Simple đã có khẩu ốp ở trên tay. Bây giờ thì Simple kết thúc được cái mạng của Config rồi. Đây là một round mà bên phía Complexity chỉ có cho mình những khẩu lục thôi. Vâng, hơi khó, họ đang chủ động stack ở bom tay A. Nhưng có vẻ như là việc bắn nhau ở cái map thi đấu này không hẳn là quá tốt với các thành viên Complexity. Khi mà Na'Vi cũng đang thi đấu rất tự tin ở trên map pick của chính mình. Na'Vi có vẻ như đang muốn chứng tỏ rằng mình là những người mạnh hơn so với bên phía Complexity. Không biết rằng là tín hiệu mic của tôi đã ổn chưa? Rất mong các bạn khán giả hãy tiếp tục report để cho tôi có thể kiểm tra lại cái tiếng âm thanh của mình. Và giờ thì các thành viên của bên phía team Complexity họ sẽ làm gì trong round thi đấu tiếp theo đây? Một round thi đấu full buy và đây cũng sẽ là một key round. Có vẻ hơi khó cho Complexity rồi. Họ bắn CT nhưng mà lại để cho bên phía Na'Vi dẫn lên đến round thắng thứ 7. Sẽ rất nguy hiểm. Nếu mà để lượt first half này kết thúc với tỷ số là 9-6 dành cho bên phía Na'Vi thì gần như là cơ hội cho Complexity ở map thi đấu này sẽ là không có. Và bây giờ thì sao đây? Poison đang được cầm ốp ở khu vực bom sai A. Vẫn sẽ là Rush solo ở B thôi. Rush vẫn còn lửa và smoke. Những tình huống nhà check. Nhưng từ nãy giờ Na'Vi có vẻ như họ không quá chú ý vào bom sai B nữa, mà họ đang đục vào bom sai A nhiều hơn. Vâng, ở bom sai A đang khá là thiếu đi những sự gắn kết đến từ các thành viên của Complexity. Đã có tình huống ép mid tới từ bên phía Complexity rồi. Và đây là vị trí của Config. Nhưng có vẻ như là đội hình của bên phía team Na'Vi họ đang nhỉnh hơn trong map pick của chính mình. Lên được 7 round thì nó cũng đã là rất thành công rồi. Chúng ta sẽ cùng chờ đợi xem khi đây là những tình huống di chuyển vào. Và đó là Flamey giạt qua bắn thẳng vào mặt của Poison. Vâng, bom mid tiếp tục headshot luôn cả vị trí của Rush. Và Complexity họ mất bom side B trong một nốt nhạc thôi. Quá khó chịu, Config đổi được cái đầu của Electronic. Nhưng bây giờ tình huống đang là 3v4, không có một tín hiệu nào retake bomb cả. Xem súng tới các thành viên của Complexity nhưng di chuyển lên đây là hỏng nha, hỏng bét nha. Và Simple là người headshot thành công của Config. Nếu như mà ý đồ muốn xếp súng rồi thì tại sao không chọn một quyết định quay đầu đi? Lại cứ cố tiến lên làm gì khi mà Complexity họ thấy được rằng là Na'Vi họ chọn những cái vị trí mà rất khó chịu. Có vẻ như là Config vừa rồi hơi tham.
vẫn cố gắng bắt khi mà anh ta đã cảm thấy là kê một lúc khá trì rồi mà không thấy ai. Nhưng góc kê của Simple vừa rồi là rất dị. Và bây giờ thì Na'Vi tiếp tục với cái streak win của mình. Còn Complexity thì họ vẫn đang khá là bí. Những cái tình huống phòng thủ của họ nó đang rất là cơ bản và nó khiến cho Na'Vi bắt bài Complexity rất dễ dàng thôi. Ngày hôm nay Simple đang cười rất nhiều. Vâng, ôi cả bomb mix nữa luôn. Na'Vi họ đang rất thoải mái rồi. Có vẻ như là trong ngày thi đấu hôm qua, sau khi mà họ comeback với cả các thành viên của bên phía team Archelite thì Na'Vi họ đang rất thoải mái trong trận thi đấu này. Đang có góc kêu ọp trước rồi. Ôi, Rush bắn thẳng vào mặt của Simple. Và giờ thì Omo kết thúc luôn cả vị trí của Perfector. Bomb mix sẽ làm gì đây? Ép lên để có thể nhặt cho mình khẩu ọp. Nhưng timing của Electronic đang là quá tốt. Vị trí hiện tại thì Bomb mix nhìn thấy ép lên. Thôi xong rồi, lại là tình huống mà cố gắng để bỏ người. Bỏ người thế giới tới từ Bomb mix. Và bây giờ thì Poison là người phải nắm xuống. Quay đầu lại tới từ play và đó là Bomb mix headshot ngay. Một quyết định quá hợp lý tới từ vị trí của Bomb mix. Complexity chỉ còn lại hai player, đó là Rush cũng như là Obo. Bây giờ thì cũng bắn thẳng vào mặt của Flamy. Nhưng chỉ tiếc là P250 đam yếu quá. Một mình Obo, 1v3. Và bây giờ thì các thành viên của Na'Vi họ sẽ chỉ chờ đợi đặt bom mà thôi. Bom CB hoàn toàn clear rồi. Obo có vẻ như muốn quyết định cứu. Đúng rồi, khi mà lượng tiền của họ vẫn đang là rất nhiều. Và chưa nhìn thấy vị trí Obo bò sang đây. Và smoke này nếu như ta đi sẽ rất nguy hiểm. Và Flamy đứng nguyên ở đó. Electronic cùng với đó là người đồng đội của mình, đó là Bomb mix đang móc ngược lại từ Connector. Giờ thì Obo đã có quyết định xử lý. Vị trí của Flamy đã phải nằm xuống rồi. Bomb mix đang móc ra từ Connector, không hề có kit trên người của Obo. Đây sẽ là round thắng thứ 9 rồi bên phía của Na'Vi thôi. Vâng, mạng là dành cho Bomb mix. Triple kill. Round đấu tiếp theo thuộc về Na'Vi. Hơi đáng tiếc cho Rush khi vừa rồi trên tay anh chỉ làm khẩu P250, không thể kết thúc ngay vị trí của Boomage. Chứ nếu pha đó mà Rush có được bảng của Boomage thì câu chuyện có lẽ đã khác dành cho bên phía Complexity. Cùng với đó là một pha mà Boomage đã di chuyển rất khéo léo ở Ladder Room nữa. Và chúng ta có thể thấy là Na'Vi đang phô diễn sức mạnh của mình ở map thi đấu trên. Bây giờ thì Complexity lại là một round full buy nữa. Complexity họ đang gặp khá là nhiều vấn đề khi mà những tình huống bắn nhau của họ. Bây giờ những tình huống bắn nhau của họ đang không thể thắng được bên phía Na'Vi. Bây giờ thì Config đẩy vào ladder. Boom mid đã là người kê trước rồi. Trong kê là rất đẹp và Poison đẩy lên cao B nhưng không thành công. Tiếp tục là hơn người dành cho bên phía Na'Vi. Câu chuyện của Na'Vi đang trở nên dễ dàng hơn rất nhiều. Rush đã ép được vào gần middle. Nhưng với tình huống ép này thì Rush gần như sẽ không còn đường về nữa. Obo đang cố gắng giữ lại cả IV. 3v5, đội hình của Complexity đang bị xé lẻ quá nhiều. Những cái tình huống bắn nhau của Complexity thường xuyên phải bắn với 2 đến 3 thành viên của bên phía Na'Vi. Mọi thứ đang trở nên là dễ dàng với Na'Vi ở bên phía T-side. Và vớ vẩn thì Complexity họ sẽ bị vùi dập luôn trong cái map thi đấu này. Complexity, mọi góc đứng và mọi vị trí của họ thì đều đang bị Na'Vi bắt bài. Và đúng là những gì Na'Vi họ đang mong chờ với một map D-Train. Chúng ta thấy rằng là họ dẫn trước hoàn toàn. Và giờ thì Rush có mạng Electronic. Nhưng vị trí này đã trở nên là xấu hơn bao giờ hết. Perfector kết thúc được Rush rồi. Và 2v4. Complexity có vẻ như họ sẽ lại phải xếp cho mình hai khẩu súng to này thôi. Khởi đấu tốt ở những round thiếu đầu tiên. Ngay sau đó thì Complexity họ để cho Na'Vi comeback. Và Flamy đã phải bị áp gục bởi Blame rồi. Một mình, vị trí của Omo đứng ở trong connector đang bị cô lập và đã lộ tiếng em phò. Không dám đẩy qua smoke đầu, bên phía của Na'Vi họ sẽ có cho mình round thắng thứ 10. Và Complexity đang muốn bắt súng. Tình huống là 2v2, không hề có kit nên họ sẽ không thể cứu được cái quả bom này đâu. Rồi, chắc chắn là Complexity sẽ không muốn cứu rồi. Khi mà Blame F thậm chí chỉ còn cho mình 9 HP. Trong khi đó thì Na'Vi họ có cái lượng tiền vượt trội với đối phương nhưng không tội gì là không đi bắt súng cả. Nhưng bây giờ thì bắt súng có vẻ hơi khèo. Obo lại kiếm thêm cho mình được một mạng nữa. Hiện tại thì Obo đang là player duy nhất bên phía của Complexity có được cho mình hơn 10 mạng. Simple vừa vứt súng lên trên trời và sau đó bom nổ bay sang phía hành lang bên kia. Không dám nhiều tiền mà mình giàu à. Mình là người có tiền. Vứt súng luôn. Chuyện gì vừa xảy ra vậy?
Mình là người có tiền mà. Đúng vậy, mình là người có tiền, mình giàu mà. Ngại cái gì. Đây nhá, chưa nói đến Simple, riêng Bumit thôi đã có đến 7.600 và Flamy thì là 9.900. Flamy coi như là mua thêm khẩu AK thì còn khoảng 7.000. Vẫn là quá giàu khi mà round đấu tiếp theo đã là round đấu này đã là round đấu cuối cùng của lượt first half rồi. Và chúng ta đang thấy được rằng cái lượng damage mà Bumit gây ra 117 mỗi round. Cùng với đó Flamy cũng gây đến 88.9 đa mỗi round. Nó là vượt trội hoàn toàn so với các player của bên phía Complex City. Poison đang phải chơi cho mình với một khẩu scout. Liệu bây giờ Poison có bắn được cái mồm của ai nữa hay không đây? Có vẻ như Obo đang muốn đẩy vào Ivy và đang có cả Electronic và cả Simple ở đây. Vâng, bây giờ thì hơi khó để Obo có thể đẩy ra. Chủ động dập smoke, dập lửa luôn. Nhưng đây lại là một tình huống Obo xấy đôi. Vâng, tình huống xấy của Obo nó quá mượt mà. Hơn người dành cho Complex City rồi. Bây giờ thì liệu có thể đem về được ra thắng thứ 5 hay không? Các thành viên của Na'Vi ngay lập tức đổi hướng về khu vực bom side B. Vâng, Rush đang phải cố solo. Poison đã bắn trượt rồi và bây giờ Rush đang lỉnh đi. Cố gắng trốn nhưng bây giờ thì Bumit bắn trượt và double kill dành cho Rush. Phát hiện ra được vị trí của Flamy. Vâng, Flamy cố gắng kéo thêm mạng của ai nữa hay không đây? Nhưng Blamef đã xuất hiện và đem về được ra thắng thứ 5 dành cho Complex City rồi. 5-10 và giờ chuyển sai, bắn được bên phía tee sai. Nếu như muốn thắng thì nó sẽ là rất khó khăn đây. Tỷ số là 10 năm rồi. Và có vẻ như đây sẽ là một map đấu dễ dàng để cho bên phía của Na'Vi thôi. Map thi đấu sau thì là map thi đấu Mirage. Một map đấu mà các thành viên của bên phía team Na'Vi họ cũng đang chơi là rất hay. Thời gian gần đây thì Na'Vi họ đang cố gắng để kéo lại hoàn toàn sau một khoảng thời gian có sự hiện của Guardian. Lần gần đây nhất Na'Vi bắn map thiếu Mirage đó chính là bắn với OG vào ngày mùng 2 cách đây khoảng một tuần và giành chiến thắng với tỷ số là 16-8. Có lẽ là ở trong map thi đấu thứ hai thì tôi cũng đang chờ đợi với một kết quả có lợi dành cho bên phía của Complex City vì họ cũng đang là một team được đánh giá là khá cao sau hai ngày thi đấu gần đây. Bây giờ thì Na'Vi sẽ được chuyển sang City side và chúng ta hãy cùng chờ xem họ sẽ làm được những gì.
Vâng, bây giờ chúng ta cùng trở lại với lượt second half, trận đấu giữa Na'Vi cùng với đó là Complex City. Và bây giờ chúng ta cùng xem là Complex City họ sang bên phía T-side, họ sẽ thể hiện như thế nào đây. Đang có một smoke và một lửa trong tay của Blame F. Với cái việc lên đồ như này thì sẽ là đánh vào offside B, nhưng Perfecto đã thấy cái rõ. Ôi, ăn ngay một viên cửa lóc vào mồm. Vâng, hơi choáng đến từ Perfecto rồi, ngay lập tức là đã phải chạy đi. Nhưng bây giờ thì có thoát đấy không đây? Phải trèo thang rất cẩn thận, nếu không thì có thể khả năng cao là nhảy chết. Và bây giờ thì sẽ là một smoke được ném vào để che một đường và nhìn vào bóng sai. Nhưng mà Simple đang đẩy vào gần một mạng rồi. Simple double kill rồi, triple kill dành cho Simple. Với việc có smoke nhưng không có flash thì bên thế nào vì họ kề lại rất đơn giản thôi. Blame F 1 vs 5. Bây giờ thì Electronic kết thúc nhanh cái mạng của Blame F để mang về được là thắng thứ 11 dành cho nào về. Các bạn có vừa nhìn thấy Simple làm gì không? Simple, vâng, trận thi đấu này họ đang rất thoải mái rồi. Đấy cũng là điều dễ hiểu thôi, nhưng mà chúng ta thấy rằng là các thành viên của bên phía team Na'Vi họ đang rất tự tin bên phía side. Mọi thứ đang trở nên là dễ dàng, chúng ta sẽ cùng đến với round thi đấu tiếp theo. Vâng, đây sẽ là một round đấu các thành viên của Complex City họ quyết định phóng bài luôn. Với một khẩu scout trên người của Poison, và đó là những khẩu Deagle xuất hiện. Deagle giáp 2 luôn. Complex City mặc dù họ chưa hề đặt được bom, nhưng họ đã rất tự tin trong tình huống 3 này. Rồi thì sao? Không có một ai đứng ở cái vị trí trong xa của bóng xanh BK. Và Electronic đang có những tầm nhìn ở vùng middle, lửa được trả bao gần. Obo, đó vẫn là mạng anh cho về chú Obo. Perfecto đổi được những quả lửa của chính mình. Poison với kết thúc Electronic rồi, với tình huống vẫn đang là 3 vết tà. Nhưng mà bomb Beachhead shot thành công được Flame F. Flamey có M4 ở trên người rồi. Rush cùng với người đồng đội của mình, đó là Poison đã tiếp cận gần với khu mid, đã vào được trong vị trí tàu 5 và bò gần vào đến hô lốp rồi. Chúng ta sẽ cùng chờ đợi xem, và Flamey vẫn đang có ý tưởng nhảy check vị trí các thành viên của bên phía Complex City. Và khả năng cao thì có thể đây sẽ là round thắng thứ 12 cho Na'Vi thôi. Mọi thứ đang trở nên là rất khó với Complex City luôn. Poison và Rush, Scout và một Deagle check góc rất kỹ càng của bây giờ. Poison, các bạn thì thấy khả năng của Poison khi cầm một khẩu sniper nó mạnh như thế nào, và bắt buộc phải ra thôi. Poison đã nghe thấy và báo cho người đồng đội của mình, và đó là một cái đầu nữa dành cho Poison. Triple kill rồi, và chỉ còn lại một mình với chiều Simple thôi, không hề có kit. Và Rush đang đứng ở ngay dưới chân Heaven. Rush đang móc ra đằng sau lưng, và có vẻ như họ đã biết được vị trí của Simple ở đâu. Bây giờ thì Simple đã bị móc sau, và tỷ số là 6-11 dành cho các thành viên của bên phía team Complex City. Tôi đã nói cái gì về khả năng bắn scout của Poison nào? Quá tuyệt vời. Có thể nói Poison ở 2020 này thì có lẽ đang là player bắn scout tốt nhất ở thời điểm hiện tại. Tỷ lệ headshot của Poison, vâng, 56%. Mặc dù anh ấy là người bắn, mặc dù là opper, là sniper. Thường thì với một sniper thì 30% đã là ổn rồi, nhưng mà Poison thì luôn headshot khẩu cao, có headshot rất cao. Bây giờ thì bên phía Na'Vi cũng đang chủ động fog buy, nhưng bên phía của Complex City cũng đang bắn nhau khá tốt với những khẩu AK hay là Mark 10. Rush thậm chí nhặt được một khẩu AUG lúc nãy nữa. Bây giờ ui, Blame F một cái góc kê để lấy thông tin khá là liều lĩnh. Bây giờ hơn người dành cho Complex City rồi, họ có lẽ sẽ thắng dễ dàng thôi. Poison có vẻ như đang gặp bất ngờ, nhưng ngay lập tức có config đổi mạng thành công. Không sao hết, trên người Poison chỉ là một khẩu scout, nhưng mà hơi đáng tiếc khi mà anh ý nằm xuống thì sẽ bị mất giáp, cùng với đó lượng tiền để mua liệu. Hiện tại Poison mới chỉ đang có không tiền trên người. Bắt buộc cần phải có một sự cố gắng tới từ bên phía Complex City thôi. Nhưng giờ thì các thành viên của bên phía team Na'Vi với Perfecto và Flamey có những khẩu lục thôi, và Obo là người kết thúc từ Flamey trước. Bên phía team side thì hai team đang thể hiện một cách gọi là rất thoải mái. Và đó là round thứ 7 cho bên phía Complex City. 11-7, khoảng cách cũng chỉ còn đó là 4 round thôi. Cơ hội dành cho bên phía Complex City vẫn còn. Với việc họ vẫn tự tin vào kỹ năng cá nhân của mình và được bắn ở T-side thì những tình huống bắn nhau họ sẽ chủ động hơn. Và Na'Vi chỉ một khoảnh khắc gọi là bất cẩn thôi,
hoàn toàn Complex City có thể kéo lại ngược cái trận đấu về phía mình. Bây giờ thì khoảng cách chỉ là 4 round, hoàn toàn Complex City có thể làm được. Với một round mà nào vì chỉ đang đi cổ trắng như thế này thì Bomet, một tình huống mà rất khéo léo và Obo bị giật mình trong cái tình huống vừa rồi. Và Bomet cản đúng ta mình, đối phương trả nét để đẩy ra. Bây giờ thì Config cũng đã lộ vị trí rồi, Flamey chỉ là một khẩu USP thôi, không dám đẩy ra bắn nhau với Config. Bây giờ thì sao đây, Poison đang chủ động đẩy vào, những Electronic Bunny đi cũng rất khéo. Flamey đã phải nằm xuống rồi, Perfecto lộ vị trí. Và bây giờ thì Bomet cũng đã phải nằm xuống, liên tục là các thành viên nào vì chết. Bây giờ lại một mình vị trí của Simple thôi. Simple đang ở đâu đây? Bây giờ Simple mới bắt đầu về được khu vực Z-Connector. Nó vẫn sẽ là round thắng thứ 8 dành cho bên phía Complex City. Tuy nhiên thì Obo đã có một cái chết nó hơi tức tưởi một chút. Round thắng thứ 8 cho bên phía Complex City rồi. Và đến với round thi đấu tiếp theo thì chắc chắn là các thành viên của bên phía team Na'Vi họ sẽ full buy. Và đây cũng sẽ là một key round khi lượng tiền của Na'Vi sau khi buy nó sẽ là rất yếu. Chúng ta thấy rằng một tình huống Bombis nhảy lên và giật điện rất nhanh cho Obo. Chỉ biết ôm đầu thôi, không cảm xúc, không biết nói gì hơn nữa. Đây sẽ là round đấu mà bên phía của Na'Vi, Simple sẽ là người bắn scout. Và liệu rằng khẩu scout này có ngang tầm với cả Poison hay không? Đối phương đang có ốp rồi, rất dễ để có thể cướp lại được khẩu ốp nếu như thắng trong round thi đấu này. Quyết định ép mid tới từ bên phía của Na'Vi. Còn với bên phía Complex City, họ đang di chuyển 4 người trên khu vực cao bể. Và có lẽ như là đã là đủ 5 rồi. Với vị trí đi đầu, đó chính là Obo. Các bạn khán giả hãy cùng chờ đợi khi mà Complex City họ đang có 2 người. Chính xác hơn là bên phía của Na'Vi đang có 2 người của Bombsite B rồi. Bắt đầu di chuyển vào Bombsite, một quả nét tham minh. Nhưng có vẻ như các thành viên của Na'Vi họ đang mất tập trung rồi. Rush for Poison có 2 mạng, Simple đổi được 1 bằng cái đầu Config. Quyết định hình như là đi xếp súng. Na'Vi đang chơi rất cẩn thận trong map thi đấu này. Complex City họ sẽ có chung round thắng thứ 9 thôi và tỷ số sẽ là 9-11. Rất khó để cứu lại Bombsite B trong tình cảnh này. Hoặc là họ cũng đang phải chờ vị trí Bomet có thể đẩy lên. Nhưng có vẻ là Bomet không dám đẩy nữa rồi. Trong khi đó Simple sẽ giữ lại được thêm một khẩu M4 nữa. Với lượng tiền cộng vào thì ở round sau Electronic và Perfecto vẫn có thể buy được cho mình những khẩu SMG. Hoặc là sẽ được đồng đội drop ra. Nhưng bây giờ thì liệu Na'Vi có bắt thêm một súng nào không? Hay là vị trí của Bomet sẽ phải nằm xuống đây? Blamef rất yếu máu rồi. Flamey, một tình huống spam khá là khéo léo khiến cho Blamef bây giờ chỉ còn cho mình 4 HP thôi, vẫn bị bom nổ chết. Vâng, vậy là Flamey kịp kéo thêm một súng nữa của bên phía Complex City. Khoảng cách hiện tại chỉ còn là 2 round. Complex City họ cũng đang có được những cái round thắng nhất định bản lề ở bên phía T-Side cho chúng cái công cuộc comeback của mình. Chúng ta đang cảm giác là bên phía T-Side nhiên lại mạnh hơn trong map yếu đi trên này vì hai team họ đang bắn rất cống hiến. 2 round đấu nữa, một round thi đấu hát bài của Na'Vi và Complex City, lượng tiền của họ đang là khá nhiều rồi. Họ có cơ hội để có thể comeback được trong map thi đấu này. Giờ thì Na'Vi chủ động trả lửa ra khu Vito nhưng đang đẩy cao B tới được Simple và đối thủ anh ấy đang là Obo. Vị trí của Obo, tài năng trẻ, 16 tuổi. Liệu rằng Simple có thể vượt qua được hay không? Và Simple! Như vậy Simple vẫn là người có mạng Obo và phải lùi rất nhanh. Bombis lại tiếp cận với cục ladder rồi. Bombis quẩy ladder rất hay, ngược lại so với số cân nặng của anh ấy. Và giờ thì Blame kề lại rất khó chịu tới được Simple. Và không biết rằng là Blame có check lại không? Ôi! Nhảy rất khéo tới từ vị trí của Blame. Sẽ có một quả nết được trả vào thôi. Và Bombis là quá dẻo. Nhưng mà Flamey trong cùng Bombsite A thì đã phải nằm xuống với Config rồi. Tình huống đang là 4v4 nhưng cái lượng máu của Config bây giờ chỉ còn lại là 1 HP mà thôi. Không sao hết, Config vẫn có thể bắn ốp được. Và đã chuyển khẩu ốp từ tay Poison sang Config. Bây giờ thì chúng ta hãy cùng xem là bên phía Complex City họ đang lựa chọn đánh về khu vực Bombsite B. Nơi mà chỉ có một mình Simple và không có đồ gì để trả ra cả. Simple đang gọi thêm vị trí của Perfecto hỗ trợ. Nhưng Perfecto cũng không còn đồ. Trong khi đó thì Complex City họ vẫn đã có đến 3 quả smoke cùng với đó là 2 quả lửa để set up vào khu vực Bombsite B. Vừa rồi là một quả smoke A để gây áp lực thêm. Không, đó chính là xác hơn là quả smoke che Z-Connector. Nhưng Perfecto làm 3 rồi, các thành viên của Complex City họ làm cái gì đây? Vâng, họ cứ di chuyển lần lượt xuống để cống mạng cho đối thủ thôi.
Với Victor thậm chí nó không mất một màu nào. Vâng, một góc kề quá đẹp dành cho vị trí của Perfector. Bây giờ thì Config sẽ đi xếp cậu ốp này. Một pha thắng rất bất ngờ với Na'Vi. Một máu thì bây giờ cầu nguyện gì đây? Xếp cho mình cậu ốp thành công. Và chúng ta sẽ cùng đến với round thi đấu tiếp theo. Và như vậy thì Na'Vi, họ đã chạm với round thi đấu thứ 12 rồi. Perfector làm 3 với khẩu M4. Rất khó chịu. Complexity, như vậy thì họ đã thua round thi đấu tiếp theo. Và Na'Vi, nếu như thống kê thì Complexity chỉ lên được 4 round bên phía City thôi. Còn hiện giờ Na'Vi đang lên được 2 round. Chúng ta sẽ xem nếu như mà bên phía Complexity họ thắng liên tiếp thì có lẽ là sẽ khó hơn cho bên phía của Na'Vi. Đến bắt đầu được trả vào khung mid rồi. Và đang có một góc kê khá đẹp tới từ vị trí của Poison. Ép gần hơn, đây chính là cái tên Flamey. Chính xác hơn đó là Electronic. Vâng, Electronic đang di chuyển vào. Spam xuyên smoke và Config là người phải nằm xuống. Quá đen đủi dành cho các thành viên của bên phía team Complexity rồi. Tình huống spam mà thậm chí Poison cũng yếu luôn. Chỉ còn lại 5 HP mà thôi. Vừa rồi Poison có vẻ như đã thoáng thấy cái gì đó của vị trí Electronic thì phải, nhưng anh ta đã hơi lưỡng lự. Và bây giờ thì sau đây đang cố gắng ép vào ladder, nhưng trong ladder đang là Boomit, một player bắn rất khéo. Nhưng đây là một tình huống trồng hay của Complexity. Kết thúc được Boomit rồi, Electronic đang muốn đẩy ngược lại vào ladder. Nhưng Obo đã kê, một góc kê rất đẹp dành cho Obo và đem về cái lợi thế hơn người cho các thành viên Na'Vi. Bây giờ thì Na'Vi ở bom xe A của họ chỉ còn lại một mình Flamey thôi, đang gọi thêm Simple. Vâng, Simple với khẩu ốp liệu có thể cứu được Flamey không đây? Bên phía Na'Vi họ hết đồ để trả ra rồi, trong đó Complexity cũng chỉ còn lại một quả smoke và lửa trong tay của Poison. Và Poison cũng chỉ còn cho mình 5 HP thôi. Bây giờ thì Na'Vi họ lại đang chủ động bách ngược về bom B và để lại Flamey kê lại từ Z Connector. Trong khi đó Complexity họ còn 20 giây để vào bom site A. 20 giây còn lại thôi và mọi thứ đang cận kề với các thành viên ở bên phía team Complexity. Flamey đang chủ động đẩy qua ở đây, rất tự tin và có bom đã rơi. Giờ thì Flamey bị đổi mạng bởi Rush. Vẫn còn đó là Simple cũng như là Perfector trong cùng Connector. Vâng, sẽ cùng chờ đợi xem. Perfector chỉ còn lại 2 máu thôi và khó rồi. Và như vậy Na'Vi quay đầu. Round thắng thứ 10 dành cho bên phía Complexity. Một trận thi đấu diễn ra rất căng thẳng và Na'Vi họ vẫn chưa thể ép đối phương vào trong tình thế khó. Mặt Simple đã bắt đầu căng hơn rồi. Vâng, Simple khác hẳn với những round đấu ở bên T-side. Thì bây giờ Simple khuôn mặt đã căng hơn bao giờ hết. Khoảng cách hiện tại chỉ còn 2 round, lại được rút ngắn xuống còn 2 round. Bên phía Na'Vi bắt đầu cảm nhận được bên Complexity đang phả hơi thở và sau gáy rồi. Logo Complexity có vẻ như cũng sắp được bốc cháy. Và bây giờ thì bên phía của Na'Vi không còn những tình huống gáy như lúc nãy nữa. Hai bên đang khá là căng thẳng. Ở những trận đấu trước đây thì Complexity họ có thể gọi là họ được xếp ở cửa dưới khá là nhiều, cho nên họ chơi với một tinh thần cũng thoải mái hơn. Có thể nói là không có gì để mất cả, thua thì cũng là điều hợp lý thôi. Nhưng sau hai trận thắng vừa rồi thì sự tự tin của Complexity đã được đẩy cao lên rất nhiều. Và bây giờ chiến thắng trước Na'Vi có khi nó lại là một cái điều mà các thành viên Complexity họ nghĩ rằng đó có thể là một điều đương nhiên. Cho nên bây giờ họ cũng sẽ gặp một chút áp lực về tâm lý khi mà Simple lại vướng headshot được Poison. Lợi thế hơn người dành cho Na'Vi. Vâng, bây giờ thì mất đi Poison, mất đi Oper rồi. Complexity sẽ rất khó để có thể bắn nhau được. Bên phía của Complexity họ đang set bài vào khu vực bom site A. Nếu như trong tình huống này Na'Vi họ đang chia đội hình của mình ra là 2-2, lợi thế hơn người rồi. Complexity bắt buộc phải chiếm lại map đấu. Bom Mist đang bắn được lùi hơn. Và giờ thì các thành viên của bên phía team Na'Vi họ sẽ làm gì ở tình huống này? Khi mà đội hình Complexity đang quay ngược trở về khu IV rồi. Em cần hơn với IV và ở trong khu vực IV đang là sự chơi của Electronic. Chúng ta sẽ cùng chờ đợi xem. Rust đang là người đi đầu, em gần hơn. Map thi đấu này là một map thi đấu mà cả hai team ở bên phía T-side hầu rất lâu.
30 giây còn lại, Electronic cũng quả smoke che đi nhưng có một tình huống ném flash ra hơi nhòe một chút. Electronic có double kill trước khi nằm số 7 Flame. 2v4 nhưng giờ nó đã là 1v4 rồi. Simple là người kết thúc đi vị trí của Obo. Và Flame, Flame sẽ đổi được mấy trong tình huống xử lý này đây. Tỷ số sẽ là 13-10 dành cho bên phía của Na'Vi. Rất khó T-side nếu như ở khoảng thời gian cuối cùng mà không thể chiếm được map thì chắc chắn họ sẽ phải nằm xuống thôi. 13-10 dành cho các thành viên của bên phía team Na'Vi. Một tình huống bắn nhau quá tốt của Papatronic dập tắt hoàn toàn cái hy vọng vào offside của bên phía Complex City. Nhưng trước đó phải kể đến một pha đem về lợi thế của Simple. Với cái mạng đó mà Simple có được của Poison thì nó đã gây ra rất nhiều áp lực cho bên phía Complex City, khiến cho Complex City chơi cẩn thận hơn rất nhiều. Và chính điều đó cũng đang làm cho bên phía của Complex City họ bắn bị rất cứng. Họ bắn nhau khá là cứng. Bây giờ thì sao đây? Obo đẩy và Ladder đẩy nhanh và có được mạng của Papatronic rồi. Và ngay lập tức thì lại trèo ngược lên, gây được áp lực vào Ladder. Complex City đang muốn đánh vào khu vực bom sai B, nhưng Simple lại đang bách ngược về B để hỗ trợ cho vị trí của Perfecto. Có vẻ như với việc là Boomit đã đẩy ngược vào Ladder và có thông tin thì bên phía Na'Vi đang ngửi ra cái mùi gì đó. Perfecto đang trắng và cả Simple cũng thế. Các thành viên của Complex City đang tràn vào nhưng Simple có được một mạng rồi. Perfecto đang hậu khá lâu, kết thúc được cả mạng của Rush nữa. Bây giờ thì Simple có double kill hay không đây? Vâng, vẫn chưa thể đạt được C4 cho các thành viên Complex City và thậm chí là họ đang chết hết. Vâng, bây giờ không được, Perfecto tự lao vào lửa của mình. Config và Poison là hai người có mạng, tình huống là 1v1. Poison, vâng, bây giờ sẽ cố gắng đặt C4 để đem tiền về cho những người đồng đội của mình. Anh ta chỉ còn cho mình một nửa cây máu thôi. Chủ động trả thêm một smoke để có thể di chuyển. Trong khi đó Flamey đang kề ở đằng sau. Vâng, Poison bây giờ sẽ xử lý như thế nào đây? Cố gắng câu nhiều thời gian nhất có thể. Ừ, khoảng để di chuyển là rất rộng. Bây giờ hãy cùng xem cuộc đấu trí giữa Flamey và Poison. Một tình huống giạt ra và bây giờ thì Flamey là người chiến thắng trong tình huống bắn nhau 1v1. 14-10 dành cho Na'Vi. Không sử dụng scope tới từ vị trí của Poison. Nếu như mà Poison kịp zoom scope lên thì có lẽ đã có mạng rồi. SG-53 là khẩu súng, nếu như mà các bạn zoom lên thì độ chính xác sẽ là rất cao. Simple, rất may là sau round đấu này, sự cố gắng của Simple cũng như là những người đồng đội của mình được đền đáp bằng pha clutch 1v1 thành công của Flamey. Simple bùng nổ luôn. Tình huống sau đây rất căng kèo. Bombic ngày hôm nay cũng gáy to. Bây giờ thì có lẽ là Complex City họ sẽ phải hy vọng vào cái round đấu sau. À, họ sẽ phải hy vọng vào cái map thi đấu sau thì đúng hơn. Round đấu sau thì có lẽ là Na'Vi sẽ có được cho mình những cái match point. Và Complex City phải ký đến tận 5 cái match point liền. Gần như là không thể trước các thành viên Na'Vi. Tôi đang nghĩ là như vậy bởi vì Na'Vi họ đang có cho mình một cái layup mà Perfecto cũng đang bắn rất tốt. Khác hẳn so với cái khoảng thời gian mà có sự ẩn Guardian. Bởi vì nếu như có Guardian trong layup thì Simple lại phải lùi về bắn vị trí rifle. Nên là đội hình của Na'Vi họ kiểu cảm giác họ lại không quen với cái điều đó giống như ngày xưa nữa. Một khoảng thời gian mà Guardian vắng bóng. Bây giờ thì Obo tiếp cận với vị trí ở khu vực Ladder Room. Trong round thi đấu này thì Complex City họ chỉ eco thôi. Và đây có thể sẽ là một cái cơ hội lên được match point. Complex City họ đang muốn đưa cái trận đấu này về những loạt thi overtime rồi. Bởi vì đây là cơ hội cuối cùng của họ ở map thi đấu này. Chính xác. Đúng vậy. Khi mà những lượt OT sẽ là niềm hy vọng của Complex City. Nhưng là vì có thể chắc chắn là họ sẽ muốn nói không rồi. Bây giờ thì thêm một smoke trả vào middle. Đây, một smoke trả vào, các ông nhảy qua đi. Đây là một quả smoke hơi lỗi một chút. Thêm nết nhồi vào, Rush ngay lập tức phải nằm xuống. Một quả nết quá đau. Poison cũng chỉ còn cho mình 2 HP thôi. Và bây giờ thì liên tục là các thành viên của Complex City họ chết như ngả dạ. Không ai có thể thoát được cả. Nào vì họ chiến thắng round đấu một cách rất đơn giản. 15-10 dành cho bên phía của Na'Vi. Mặc dù thua round thi đấu trước nhưng mà Rush vẫn phải phì cười. Có lẽ là do quả nết. Tôi nghĩ là do quả nết thôi. Đây sẽ là cái match point. Match point dành cho các thành viên của bên phía team Na'Vi và Complex City. Nếu như họ muốn
tiếp tục giành chiến thắng, chỉ cần phải cứu lại 5 cái match point nữa. Đây là một thử thách cực kỳ khó khăn. Khi mà Na'Vi cả họ có thua một round nữa đi chăng thì lượng tiền của họ đang là rất nhiều. Một quả nết ném ra, Flamey headshot được config, nhưng Poison là người đổi cho mình cái mạng của anh ấy. Một tình huống spam xuyên smoke của Flamey. Bây giờ thì 4-4, Electronic thậm chí kết thúc luôn cả Rush. Và liệu rằng bên phía của Na'Vi họ có thể đem về round thắng hay không? Nhưng tôi đang thấy rằng bên team Complexity họ đã đổi được hai những cái lượng máu của Obo. Đó, chính xác hơn lượng máu của cả 3 thành viên bên phía team Complexity đều là ít đi. Vâng, bây giờ thì Na'Vi vẫn còn cơ hội để kết thúc cái map thi đấu này. Ba người của Complexity đang khá yếu rồi. Nhưng Blamef đã vào được đến tận tàu dầu và Perfecto. Liệu có kê kỹ lại không đây? Vâng, Blamef tiếp tục bò trườn. Nhưng anh ta cũng đang không biết được vị trí của Perfecto ở đâu. Đang muốn móc về City và đây ngược bom xe A. Vâng, Simple có thể sẽ là người bị kê vào. Nhưng bây giờ thì Simple vẫn đang khá là cẩn thận. Có lẽ người chết sẽ lại là Blamef thì đúng hơn. Bây giờ thì Blamef không check kỹ rồi, lại là một pha rút rào nữa. Trời ơi, Simple. Vâng, một trận mà bắt được đến tận hai cái mạng bằng rào như thế này. Tinh thần của các thành viên Na'Vi sẽ lên rất cao. 2v2 và đột nhiên Complexity họ lại mất đi lợi thế. Bây giờ thì Simple kết thúc được có Poison, double kill rồi. Có triple kill cho Simple hay không đây? Vâng, Obo đang cố gắng múa, nhưng có múa đây không? Simple đang ở rất sát rồi. Obo đã không thể nào vượt qua Simple. Và đó là chiến thắng ở map thi đấu trên dành cho bên phía Na'Vi. Tỷ số tạm thời đang là 1-0 dành cho Na'Vi trong map thi đấu đầu tiên. Lợi thế quá lớn rồi. Và chắc chắn là Na'Vi họ sẽ cần cẩn thận ở bên phía map thi đấu thứ 2. Đó chính là map thi đấu Mirage. Vâng, như vậy chúng ta đã vừa theo dõi được map thi đấu đầu tiên rồi. Map thi đấu đầu tiên đã diễn ra khá là đáng tiếc cho Complexity. Họ cũng chỉ lên được 10 round đấu thôi. Vẫn là một tỷ số 16-10 cho bên phía của Na'Vi. Và có lẽ là ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nghỉ ngơi trong ít phút và sẽ quay trở lại với nhau sau ít phút nữa để có thể theo dõi được với cả map thi đấu thứ hai. Đó chính là map thi đấu Mirage, map pick của bên phía Complexity.